Trinh ơi, đi chơi đây. Đợi tí. Định đi đâu? Đúng việc kìa, suốt ngày chưa mời đấy. Nhưng... Đi nói nhà nhanh. Cái Trinh. Dạ. Ông bác còn chưa rửa cứ ngồi ươn nữa đấy. Sao vừa về mẹ cũng bảo con, còn anh thì sao? Ra rửa đi, không được cãi. Mẹ ơi, con bị ngã. Con gái lớn ngã có một tí mà kêu ra. Ra anh băng cho. Tôi không cần, đồ vô tâm. Ê, nay rảnh cơ à? Trốn ra ngoài đấy, ở nhà tạm bị hành. Mẹ không thương bà, Lê mới bắt bà làm việc nhiều thế đấy. Chắc thế rồi, thôi đi chơi game đi. Sao mẹ không nói cho em biết? Hai em nhớ phải luôn thương yêu nhau. Mẹ ơi!